Hôm 2 tháng 1, Nga đã phóng hàng loạt tên lửa và máy bay không người lái tấn công các thành phố Kiev và Kharkiv ở Ukraine. Ở vùng ngoại ô thủ đô, cư dân Inna Lukashenko cho biết các cuộc không kích diễn ra không ngừng nghỉ. Chúng tôi bị bắn phá cả đêm. Đầu tiên là máy bay không người lái. Sau đó chúng tôi ngủ thiếp đi trong giây lát và bị đánh thức vì những tiếng nổ và nghe tiếng tên lửa máy bay trên không. Tôi và con tôi trốn ở hành lang. Chúng tôi rất sợ. Tại Kharkiv, các nhân viên cứu hộ cho biết họ đang làm việc tại 4 địa điểm trong thành phố và hầu hết các vết thương đều do mảnh vỡ gây ra. Vụ tấn công xảy ra vài giờ sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ trả đũa cuộc tấn kích của Ukraine vào thành phố Belgorod của Nga. Moscow cho biết vụ tấn công hôm 30 tháng 12 đã giết chết ít nhất 25 dân thường. Ukraine chưa có bình luận chính thức nào sau cuộc tấn công vào Belgorod. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết các đường ống dẫn khí đốt đã bị hư hại ở một số khu vực của thủ đô trong cuộc tấn công vào hôm 2 tháng 1 và điện nước đã bị cắt ở một số quận, gợi lại những ký ức về mùa đông năm ngoái khi Nga tấn công mạng lưới năng lượng bằng tên lửa, gây mất điện thường xuyên và khiến hàng triệu người chìm trong bóng tối. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ít nhất 70 tên lửa Nga đã bị bắn hạ. Tôi cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ. Hệ thống Patriot, Iris, NASAMS, mỗi hệ thống như vậy ít nhất đã cứu được hàng trăm sinh mạng. Nga sẽ chịu trách nhiệm cho mỗi sinh mạng bị tước đoạt. Vinh quang thuộc về Ukraine. Một phát ngôn viên của lực lượng không quân Ukraine cho biết sau đợt tấn công ban đầu, tình hình vẫn căng thẳng và lực lượng phòng không đang chuẩn bị đối phó với nhiều vụ phóng tên lửa của Nga. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba kêu gọi các đồng minh phương Tây tăng tốc cung cấp hệ thống phòng không, tên lửa tầm xa và máy bay không người lái chiến đấu. Nga đã tăng cường không kích vào Ukraine trong thời gian đầu năm mới. Vào ngày 29 tháng 12, nước này đã tiến hành cuộc không kích lớn nhất kể từ khi bắt đầu chiến sự. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.